Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số này, mời quý vị cùng đến với chuyên trang thị xã Hương Thủy với những nội dung sau. Cần sự đồng thuận của người dân để cùng tháo gỡ nút thắt, triển khai thực hiện dự án mở rộng đường Trưng Nữ Vương theo đúng tiến độ. Gặp gỡ người phụ nữ khuyết tật vượt qua khó khăn để lập nghiệp với nghề thêu tay truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương thị xã Hương Thủy từ khi được triển khai đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cùng với việc thi công dàn trải trên nhiều đoạn đường đã gây không ít khó khăn cho người dân tại khu vực này. Để dự án sớm hoàn thiện, bên cạnh việc quyết liệt vào cuộc xử lý dứt điểm những tồn tại trong giải phóng mặt bằng thì rất cần sự thấu hiểu của người dân để cùng tháo gỡ nút thắt, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Xe máy lang lách đánh võng đè nẻ ổ voi ổ gà, còn chiếc ô tô chở tải trọng nặng này lại nghiêng ngả hai bên, bụi bẩn ảnh hưởng đến rất nhiều người dân. Tuyến đường Trưng Nữ Vương có điểm đầu là nút giao với đường Già Lê và nút giao cuối nối với đường Nguyễn Trung Chính, chỉ dài 1,5 km, nhưng triển khai thi công đã gần 2 năm nay vẫn chưa hoàn thành được. Kể cả người già đến cùng nít, nói chung là đêm nhiều khi nằm trong nhà nghe ngoài một cái rầm nữa là chạy ra thấy ông nằm đâu quẹo ngoài rồi. Từ bộ từ gió mấy cái hộ ô ga này đó, ô ga ô vịt này đó. Trống để sóng để có ở mặt băng đô điện đường đô sáng mà rồi đi thông thường hàng cũng tiện lợi chứ thôi tục tặc vì ổ ga ổ vịt đô thấy khó đi, nhất là trời mưa về mùa mưa cho là đường đi là ổ voi luôn chứ đừng là ổ ga ổ vịt đó. Người đi đường thì mất an toàn giao thông, còn những hộ dân đang sinh sống hai bên đường cũng khổ sở không kém. Vị trí nhà ông Nguyễn Đình Toàn thấp hơn lề đường gần cả mét. Nhiều năm nay, ông Toàn cùng gia đình phải chịu cảnh nặng thì bụi mù, mưa thì lầy lùi, ngập ngụa. Nằm trong diện giải phóng mặt bằng, mặc dù chưa nhận được tiền đền bù, thế nhưng ông Toàn vẫn tình nguyện để nhà thầu triển khai thi công, với mong muốn tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành. Tuy nhiên, không phải ai cùng suy nghĩ được như vậy. Đến nay vẫn còn 36 trên 137 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do vướng mắc trong đơn giản bồi thường và xác minh nguồn gốc sử dụng đất. Bên gia đình nói chung là cũng vướng mắc là cũng ít thôi, mà nhưng nói chung là cũng là bên kia là họ đền bù, tôi là vẫn nhất trí để cho họ làm. Tuy là chưa xong nhưng vẫn để cho bên công trình thi công họ làm, chúng tôi để họ dán dỡ. Kể từ khi mà bắt đầu dự án tới giờ thì đơn vị cũng 5 lần huy động xe máy thiết bị để triển khai. Là cụ thể cái lần sau cùng là khoảng chừng 15 tháng 12 năm 2023. Nhưng rồi cuối cùng là lại cũng vướng cho nên là cũng phải dừng. Thì chiều hôm nay thì chủ tịch thị xã có tổ chức cuộc họp. Thì đi ra hiện trường thì thấy mặt bằng bây giờ nó bàn giao cũng một số đoạn cơ bản cũng có thể là triển khai được. Cho nên là đơn vị thi công ngày mai sẽ bắt đầu là triển khai. Tiếp tục triển khai thi công. Với cái đoạn mà bàn giao chiều nay rồi á thì trong vòng 3 tháng là đơn vị sẽ hoàn thành. Kể cả hàng một thảm bê tông dựa. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc để dự án được triển khai, ngay từ những ngày đầu năm mới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã cùng các phòng ban liên quan đã có mặt tại hiện trường, đốc thúc đơn vị thi công cũng như đối thoại trực tiếp với những hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Sau khi đối thoại, nhiều hộ dân đã đồng ý để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Lãnh đạo thị xã cũng yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc để thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Hôm nay là chúng tôi có một cái đợt đối thoại đi từng người dân, đi từng nhà để mong họ có cái đồng cảm, đồng hành cùng với chính quyền để làm sao cái đường này nó thông giai đoạn 2 nhanh nhất, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm giai đoạn 3. Có nghĩa là trong cái đường này nó có 3 giai đoạn này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái con đường rất đẹp, mở ra một cái đô thị nó rất là văn minh, phù hợp với cái phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta tiến tới cái thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó thị xã là còn nhiều cái con đường khác nó cũng như thế này và hiện nay chúng tôi đang làm. Dự án nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 2 có chiều dài tuyến 1.500 m với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 24 tỷ đồng, 25 tỷ đồng là giá trị hợp đồng xây lắp, khối lượng thi công ước đạt khoảng 20%. Là tuyến đường huyết mạch để kết nối khu vực, tuyến đường Trưng Nữ Vương hàng ngày có lưu lượng xe cộ lưu thông lớn,
Do đó, việc giải phóng mặt bằng thực hiện chậm trễ dẫn đến việc triển khai thi công kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Chủ đầu tư dự án mong sự chia sẻ đồng thuận của người dân và cam kết sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công khi nhận được mặt bằng. Mặc dù bị căn bệnh teo cơ tay phải bẩm sinh từ nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990 ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, đã vượt qua muôn vàn khó khăn để thực hiện ước mơ lập nghiệp với nghề thêu tay truyền thống. Mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ người phụ nữ đặc biệt này trong phóng sự sau. Trong căn nhà ẩm cúng của đôi vợ chồng trẻ và cùng chính là nơi đặt cơ sở thêu truyền thống của gia đình, Hà chia sẻ, mình bén duyên với nghề thêu từ hồi còn học cấp 3, nên khi xác định không thể học lên đại học, Hà quyết tâm gắn bó với nghề thêu tay truyền thống vì thấy phù hợp với khả năng và đam mê của bản thân. Ngoài theo học tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho người khuyết tật tỉnh, Hà còn tìm đến những nghệ nhân có kinh nghiệm để học thêm. Đặc biệt, đồng hành với Hà trong suốt quá trình phát triển nghề thêu tay truyền thống là sự quan tâm hỗ trợ tích cực từ cả cấp hội phụ nữ. Cơ duyên mà mình đến với nghề thêu tay truyền thống là bản thân là có tính đam mê nghệ thuật nên chọn nghề thêu. Thêu là một mang tính nghệ thuật rất là có giá trị và có nhiều tính văn hóa lớn, đặc biệt là ở Huế là có nhiều nét đẹp truyền thống nên mình theo đuổi nghề thêu. Và cơ duyên thứ hai là được sự quan tâm của các hội liên hiệp phụ nữ, đặc biệt là của phường. Nhờ động lực của các chị em thì đã thôi thúc mình tham gia cái cuộc thi khởi nghiệp. Đó cũng là cơ duyên để mình phát triển và tạo cái nghề mang tiếng của mình cho nhiều người biết đến những sản phẩm của mình. Để tạo được chỗ đứng trên thị trường, bên cạnh duy trì các sản phẩm truyền thống, Hà còn thường xuyên nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật cao như tranh thêu cao cấp, tranh thêu phong thủy, thêu trên sản phẩm thời trang, hàng lưu niệm, thêu trên xương lá bồ đề. Đây cũng chính là dòng sản phẩm đem lại cho Hà giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023. Và theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, dự án thêu tay truyền thống Thanh Hà không chỉ có tính thương mại mà còn mang tính cộng đồng cao, bởi sản phẩm được làm ra từ mảnh đời yếu thế. Trước đây tôi cũng là nghề thêu, nêu thêu kimono. Sau thời gian có con nhỏ mà biết tới chị Hà để mà xin nhận hàng về nhà làm, phải có thu nhập thêm. Rồi cũng có chị vẽ những cái cách thêu hiện đại để cho nâng tay nghề cao hơn. Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến Hà để xin học nghề. Không những kiên trì chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ mà Hà còn dạy nghề miễn phí cho tất cả những học viên khuyết tật có nhu cầu. Từ khi mở cơ sở đến nay, Hà đã dạy nghề thành thạo cho gần hàng chục học viên và tất cả họ cũng đang nhận thêu trên những sản phẩm từ cơ sở của Hà. Trước đây thì tôi cũng làm nghề thêu ở trên Huế, nhưng mà do công ty có giãn đoạn một thời gian, công việc trở ngại, thành ra tôi đã nghe từ một người bạn giới thiệu, đó là chị Thanh Hà thêu ở đây và dẫn tôi về đây để là giới thiệu với chị Thanh Hà. Thì tôi cũng về đây rồi thì tôi cũng vừa làm mà cũng vừa học thêm, tại vì chị Thanh Hà có nhiều mẫu rất là hiện đại, rất là đi theo thời hiện đại, là nói chung là mẫu mới, thành ra tôi cũng làm và học hỏi thêm trong, và cũng có thêm là tôi làm ở đây rất là phù hợp với gia đình tôi, bởi vì tôi vừa có con nhỏ, tôi vừa lo cho con cái. Bản thân mong muốn là nghề thêu tại cơ sở của mình là sẽ có mở rộng cái cơ sở rộng hơn và có được sự kết nối giữa nhiều doanh nghiệp hơn và mở ra một cái cơ sở để đặc biệt là đào tạo nghề cho phụ nữ yếu thế, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật như bản thân Hà. Dù là chị không may mắn có một cơ thể lành lặn như bao người phụ nữ khác, nhưng mà chị đã nỗ lực vượt lên mình để xây dựng mô hình. Thì mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả khi mà đào tạo nghề miễn phí cho nhiều phụ nữ nông nhàn, khuyết tật và nhiều trẻ em. Mô hình đã góp phần tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Thì thực sự mô hình không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong thời gian đến thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho chị Hà trong việc xây dựng và phát triển mô hình. Đồng thời thì Hội phường cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhiều chị em phụ nữ mạnh dạn hơn nữa trong việc học hỏi và xây dựng các cái mô hình tương tự như vậy. Với sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ, những sản phẩm thêu tay truyền thống của Hà ngày càng lan tỏa và đem lại nguồn thu nhập ổn định. Điều đó đã giúp cô gái khuyết tật sống khỏe với nghề, với đam mê của mình. Và thật đáng quý, đáng trân trọng khi Hà đã không ngại gian đôi tay bé nhỏ của mình để dìu dắt những mảnh đời khiếm khuyết như mình cùng vững bước trên hành trình phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.